nhà danh gia vọng tộc, sự ngã mạn, cách ngã mạn, thái độ ngã mạn, cách nâng mình, cách đỡ mình lên, cách cất mình lên như cờ, cách nâng cao mình, sự mà tâm phải thành như cờ. Nếu có thái độ như thế mới gọi là sự quá phách. Sự tự khinh đó ra sao? Như là có kẻ trong đời này tự coi rẻ mình bằng một nhân nào như là coi rẻ với sanh ra. Tự khinh do dòng giống tự khinh bởi làm con nhà hèn, hoặc tự khinh do sắc đẹp, tự khinh do tài sản, tự khinh do trường thượng, tự khinh do chủ sự, tự khinh do nghề giỏi, tự khinh do tài năng, tự khinh do học vấn, hoặc tự khinh do cấp trí, sự tự khinh, cách tự khinh, thái độ tự khinh, tự chê bai, tự coi rẻ mình là thấp hèn, coi rẻ mình nếu có thái độ như thế mới gọi là sự tự khinh. Tăng thượng mạn đó ra sao? Như là sự công nhận ta đã đắc chứng mà trong Pháp ta chưa đắc chứng. Công nhận rằng ta đã làm mà trong sự ta chưa làm, nhận định rằng đã đắc chứng trong Pháp mà ta chưa đắc chứng, nhận định rằng đã làm đặng tỏ ngộ trong. Pháp ta chưa đặng tỏ ngộ, cũng gọi ngã mạn, sự ngã mạn, cách ngã mạn, tự nâng mình lên cao tự cống cao cách nâng mình lên như cờ cách tự đưa mình lên sự mà tâm phải thành như cờ nếu có trạng thái như thế mới gọi là tăng thượng mạn sự công nhận rằng ta có canh ngã ra sao như là sự công nhận trong sắc cho là ta có sự vừa lòng trong sắc cho là ta có sự hiểu rõ trong sắc cho là ta công nhận trong thọ cho là ta công nhận trong tường cho là ta công nhận trong hành cho là ta công nhận trong thức sự vừa lòng trong thức cho là ta sự trong thức cho là ta cách ngã mạn sự ngã mạn thái độ ngã mạn cách nâng mình cách cống cao cách nâng mình lên như cờ cách đỡ mình lên cao sự mà tâm phải thành như cờ nếu có trạng thái như thế mới gọi là sự công nhận cho rằng ta có cây ngã sự tà mạn trong khi có ra sao như là có người trong đời này chấp ta bằng một nhân nào như là chấp với phận sự công việc. Ô uế với nghề nghiệp, ô uế với tài năng, ô uế với học vấn, ô uế với cấp trí, ô uế với chỉ giới, ô uế với tu hành, ô uế với chỉ giới và tu hành, ô uế hoặc với chi kiến, ô uế với sự ngã mạn, cách ngã mạn, tư cách ngã mạn, cách tự cao, cách hãnh diện cách nâng mình lên như cờ, cách tự nâng mình, sự mà tâm phải thành như cờ. Nếu có trạng thái như thế mới gọi là tà mạng, sự nhớ thân tộc đó ra sao? Như là sự nghĩ đến, sự rất nhớ tưởng, sự tà tưởng mà nương theo dục lạc, nhớ đến bà con. Như thế gọi là sự nhớ đến thân tộc, nhớ đến dân chúng đó ra sao? Như là sự nghĩ ngợi, sự rất nghĩ ngợi, sự tà tưởng do theo dục lạc mong mỏi đến dân chúng. Như thế gọi là sự nhớ đến dân chúng. Sự suy nghĩ không quyết định đó ra sao? Như là cách suy xét, sự quá nghĩ ngợi, tư tưởng sai nương theo dục lạc ăn khớp với khổ hạnh, hoặc ăn với tà kiến. Như thế gọi là suy xét không nhất định. Cách nhớ nghĩ với sự chiếu cố người khác ra sao? như là sa hoặc bà la môn trong đời này hàng lân cận cư sĩ có sự đồng khổ đồng lạc gặp khi vui thì vui với nhau gặp khi khổ thì khổ với nhau khi có việc sẽ phát sanh thì tôi cố gắng tự làm giúp cho nhau sự suy nghĩ sự rất nghĩ ngợi cách suy xét nương theo dục lạc trong khi chung trả với những cư sĩ đó như thế gọi là cách nhớ nghĩ với chiếu cố người khác sự suy xét liên quan với lễ lộc và danh vọng ra sao như là sự suy nghĩ sự rất nghĩ ngợi nghĩ tưởng sai nương với dục lạc hy vọng lợi lộc và danh dự như thế gọi sự suy xét liên quan với lễ lộc và danh vọng sự suy xét liên quan với cách không muốn cho ai coi rẻ đó ra sao như là có người trong đời này nghĩ tưởng rằng những người khác đừng có ai coi rẻ ta bằng một nhân nào như là bằng cách sanh ra bằng dòng giống, bằng con nhà gia tộc, bằng sự nhan sắc, bằng lối của cải, bằng cách trưởng thượng với những công việc, với nghề nghiệp, với tài năng, với học vấn, với cấp trí, sự nghĩ lo, sự rất nghĩ ngợi, sự nghĩ tưởng sai. Nương theo dục lạc, trong sự không muốn cho người khác coi rẻ. Như thế gọi là sự suy xét liên quan với cách không muốn cho ai coi rẻ. Xiển minh phần hai điều trong những đề thứ hai mà sân đó ra sao? Như là sự giận hờn, cách giận hờn, thái độ giận hờn, sự sân độc, cách sân độc, thái độ sân độc, sự tính ác, cách tính ác, thái độ tính ác, sự buồn giàu, rất buồn giàu, sự hung dữ, miệng ác, cách không vừa hợp của tâm. Như thế gọi là sân, kiết hận trong khi có ra sao? như là trước kia căm giận để lại thời kỳ sau là kiết hận như là sự kết oán. Nào là sự kết oán thù, cột oan trái, sân chất chứa dành để lưu tồn tích tự buộc ràng chấp cứng, dành để sự sân. Nếu có thái độ như thế mới gọi là kiết hận, sự vong ân đó ra sao? Như là sự quên ơn, cách quên ơn, thái độ quên ơn, sự khi dễ, cách khi dễ ơn nghĩa của người khác nếu có thái độ như thế mới gọi là sự vong ân. Sự sánh mình bằng với người khác ra sao? Như là chấp so sánh cho là bằng, sự so sánh bằng, tư cách so sánh bằng, thái độ so sánh bằng với cách đem sự phần hơn của mình mà dẫn chứng là nhân của sự tranh chấp, kình hơn không lui sụt. Như thế gọi là sự so sánh bằng, tật đố trong khi có ra sao? Như là sự ganh ghét, cách ganh ghét, thái độ ganh ghét đố kỵ nhau cách đố kỵ sự đố kỵ trong lợi lộc hay lễ lộc hoặc sự cung kình hoặc cách kình trọng hay lối lễ bái và cúng dường của người khác như thế gọi là tật đố lẫn sát trong khi có ra sao như là sự bòn xèn cách bòn xèn có năm như là bòn xèn chỗ ở bòn xèn dòng giống bòn xèn lợi lộc bòn xèn sắc đẹp bòn xèn pháp sự bòn sèn, cách bòn sèn, thái độ bòn sèn, sự tiếc, sự san lẫn, sự che đậy của tâm. Nếu có thái độ như thế mới gọi là lận sắt, người đa ngụy kế đó ra sao? Như là có kẻ trong đời này hành động ác bằng thân khẩu ý rồi quyết mong mỏi ô uế. Bởi có nhân cần dùng che đậy ác như là hy vọng rằng đừng ai biết kịp mưu ta. Nói cho rằng đừng ai biết kịp mưu ta nghĩ muốn rằng đừng ai biết kịp mưu ta, cố gắng bằng thân đừng làm cho người biết kịp mưu ta. Sự ngụy kế, thành người ngụy kế, làm cho mê mờ sự xảo trá, sự che đậy, sự lách tránh, sự che ngăn, sự che khuất, cách che đậy không bày ra, không làm cho rõ rệt sự che kín mít, cách làm xấu xa. Nếu có trạng thái như thế mới gọi là người đang ngụy kế khoe khoang trong khi có ra sao như là có người trong đời này là kẻ khoe khoang người rất khoe khoang cách khoe khoang sự khoe khoang thái độ khoe khoang sự kiên ngạnh cách kiên ngạnh cách nói xéo thành khe sự nói lách thành khe của người nói đó như thế gọi là sự khoe khoang vô minh đó ra sao như là sự không biết không thấy vô minh như cây chốt si là vô minh như thế gọi là vô minh hữu ái đó ra sao như là sự vừa lòng trong đời sống ưa thích trong đời sống hớn hở trong đời sống sự mong mỏi trong đời sống sự dính dấp trong đời sống sự bực bội trong đời sống sự ẩn núp trong hữu sự vùi lấp trong hậu hữu như thế gọi là hữu ái hữu kiến đó ra sao như là sự nhận thấy rằng ta và đời sẽ có như thế là hiểu kiến hay nhận thấy bằng cách thiên kiến cách chấp cứng theo dị đoan nếu có trạng thái như thế mới gọi là hiểu kiến ly hiểu kiến đó ra sao như là nhận thấy rằng ta sẽ không có và đời sẽ không có cũng là tà kiến cũng là thiên kiến cách chấp cứng theo dị đoan nếu có trạng thái như thế mới gọi là ly hiểu kiến thường kiến đó ra sao như là sự nhận thấy ta trường tồn và đời cũng trường tồn cũng là tà kiến cũng là thường kiến cách chấp cứng theo dị đoan nếu có trạng thái như thế mới gọi là thường kiến đoạn kiến trong khi có ra sao như là sự nhận thấy rằng ta sẽ tiêu mất và đời cũng sẽ tiêu mất như thế cũng gọi là tà kiến thiên kiến cách chấp cứng theo dị đoan nếu có trạng thái như thế mới gọi là đoạn kiến hữu cùn kiến đó ra sao như là sự nhận thấy rằng ta có chỗ tột và đời cũng có chỗ tột cũng là tà kiến thiên kiến cách chấp cứng theo dị đoan nếu có trạng thái như thế mới gọi là hữu cùn kiến vô cùn kiến đó ra sao như là nhận thấy rằng ta không có chỗ cùn tột và đời cũng không có chỗ cùn tột như thế cũng là tà kiến thiên kiến cách chấp cứng theo dị đoan nếu có thái độ như thế mới gọi là vô cùng kiến tùng tiền kiến đó ra sao như là móng chi trước kia phát xanh nhận thức chấp trước chi kiến lý tưởng cách chấp theo dị đoan như thế gọi là tùng tiền kiến tùng hậu kiến đó ra sao như là móng đến chi sau này đặng phát xanh chấp trước với sự lý tưởng nhận thức ấy chấp theo dị đoan như thế gọi là tùng hậu kiến vô tàm đó ra sao? Như là sự không hổ thẹn với cách làm ác bằng cách đáng hổ thẹn, sự không thẹn thùa đi chung với những pháp thiên. Như thế gọi là vô tàm, vô ý trong khi có ra sao? Như là sự không ghê sợ với cách làm ác đáng ghê sợ hay sự không ghê sợ đi chung với tất cả pháp bất thiện tội lỗi. Như thế gọi là vô ý. Thành người nan giáo đó ra sao? Như là cách người khó dạy thái độ người khó dạy, thành người khó dạy, chấp cứng can cường, ưa thích chống báng sự không cười rộng lòng, cách không rộng lòng, không cung kình, không nghe theo với khi đặng nhắc bằng cách đúng pháp lý. Như thế gọi là nan giáo, thành người có ác hữu đó ra sao? Như là những người chống đối, với kẻ không đức tin, không giới hành, ít học vấn, có sự bòn sèn, trí cạn cợt mà lại cần dùng, thường sử dụng hay gặp gỡ. Hàng gặp gỡ lại càng sung tín ưa thích trọng kình những người như thế đó để làm bực dẫn dắt hay giúp đỡ. Như thế gọi là ác hiểu. Không chân chính đó ra sao? Như là có sự không ngay thật, cách không chân thật, sự vạy vỏ, sự cong queo. Như thế gọi là không chân tránh. Không nhu mì đó ra sao? Như là sự không mềm mại, sự sần sưởng, cách sần sưởng, sự thô thiền, cứng cỏi, ninh ngang, sự chấp ngang không mềm mại. Như thế gọi là không nhu mì, không nhẫn nại đó ra sao? Như là không có sự nhịn nhục, tư cách không nhịn nhục, thái độ không nhịn nhục, sự dữ dằn, cách phách lối là tâm không tươi tốt. Như thế gọi là không nhẫn nại, không nghiêm tịnh đó ra sao? Như là thân thô tháo ngữ thô tháo hay thân và khẩu đều thô tháo. Như thế gọi là không nghiêm tịnh. Tất cả người phá giới đều gọi là người không nghiêm tịnh. Người không cam môn đó ra sao? Như là người nói lời chi cũng gúc mắc, thô lỗ, bực tức đến người khác, đụng chạm đến người khác, chọc cho giận hờn, không đặng yên tịnh. Những người nói như thế đó là người nói không ngọt dịu, nói không xuôn sẻ những người có thái độ ngôn ngữ thô như đã nói đó mới gọi là người không cam ngôn thiếu sự tiếp đãi đó ra sao sự tiếp đãi có một là tiếp đãi vật chất hay là tiếp đãi pháp mà có người trong đời này không có làm sự tiếp đãi bằng vật chất hoặc bằng pháp như thế gọi là thiếu sự tiếp đãi người không thu thúc lục quyền đó ra sao chấm như là có người trong đời này mắt đã thấy sắc phát xanh chấp tướng chấp theo phụ thuộc cho nên tất cả tội ác nào là tham, sân che chùm người ấy, nên mới thành người không thu thúc nhãn quyền. Do không thu thúc nhãn quyền làm nhân mới không tiến hành cho đặng thu thúc nhãn quyền đó vì không gìn giữ nhãn quyền nên không thành tựu sự thu thúc nhãn quyền. Nhĩ đã nghe tiếng, mũi đã hửi hơi, lưỡi đã nếm vị, thân đã đụng chạm tâm đã biết cảnh pháp mới thành người chấp tướng phiêu phường cho đến những tội ác như là tham. Sân nó che chùm người ấy mới không đặng thu thúc lục quyền. Do nhân không thu thúc quyền nào mới không tiến hành cho đặng thu thúc quyền khác, không gìn giữ quyền ấy, chẳng thành tựu trong sự thu thúc các quyền. Vì cách không chiếu cố, sự không chiếu cố, không gìn giữ, không thu thúc những quyền đó nên mới gọi là người không thu thúc lục quyền. Người bất chi độ thực đó ra sao? Như là có người trong đời này không khéo suy xét nên cho rằng ăn đây để chơi. Để say mê, để cho nhan sắc tốt đẹp, để cho mập mạp mà không biết chi túc, không biết vừa chừng, không khéo suy xét trong khi ăn nên mới gọi là người bất chi độ thực. Người không có tránh niệm đó ra sao? Như là người không hay nhớ, nhớ theo không đẳng, nhớ lại không đẳng, sự không nhớ cách không nhớ thái độ không nhớ thiếu sự nhớ đặng nên hay quên như thế là người không có tránh niệm người thiếu sự lương chi đó ra sao như là thiếu sự hiểu thiếu sự thấy vô minh như cây chốt gì chính là vô minh như thế gọi là người không có sự lương chi người giới điêu tàn ra sao chấm như là thân phá giới khẩu phá giới hay cả thân và khẩu phá giới như thế gọi là giới điêu tàn sự điêu tàn của tất cả giới cũng gọi là giới điêu tàn chi kiến điêu tàn đó ra sao chấm như là sự nhận thấy rằng bố thí cho người không có quả phước cúng dường cũng không có quả phước sa môn hoặc bà la môn cũng không có ai tu hành trơn tránh đúng đắn đặng biết rõ đời này và đời khác tự đặng trí cao siêu rồi tuyên bố cho những người khác biết trong đời này đều không có sự nhận thấy như thế cũng là tà kiến